Thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, lực lượng của đơn vị này cũng vừa phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển 100 tấn phân bón không rõ nguồn gốc, hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cách đây 2 ngày, tại khu vực biển cửa Triều, tỉnh Tiền Giang, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phát hiện và tiến hành kiểm tra tàu mang biển kiểm soát TG14897 đang chở phân bón. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 8 thuyền viên do ông Trần Văn Xíu, sinh năm 1969, ngụ tỉnh Long An làm thuyền trưởng. Tất cả các thuyền viên đều không có chứng chỉ bằng cấp chuyên môn, tàu không có giấy tờ, hồ sơ về tàu. Làm việc với tổ công tác, thuyền trưởng khai nhận tàu đang vận chuyển 100 tấn phân bón nhưng không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ có liên quan đến số hàng hóa này. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và dẫn giải tàu về thành phố Vũng Tàu để tiếp tục điều tra làm rõ.